thầy, làm sao mình có thể đoán được cái tuổi cây này thầy? Con thấy cái gốc nó nhỏ mà sao cái tuổi nó lớn như vậy? Cái cây này thì nó được xác định tuổi á, là do cái cây này nó tuy rằng nó không có lớn cái thân, nhưng mà cái dàn chi á, nó rất là lớn. Thể hiện qua cái cách là những cái chi mà mình sửa xong rồi nó đã dính vô trong cái thân. Có nghĩa là cái cây này nó đã sửa kiểng từ nhỏ, cho nên cái độ lớn của nó là nó không lớn bằng những cái cây mọc ở ngoài tự nhiên. Nhưng mà là mình xác định cái tuổi của cái tác phẩm này là xác định ở cái tuổi kiểng. Được xác định là nó khoảng chừng 160 tuổi. Thì cái căn cứ để mà xác định tuổi của nó là cái ông mà sở hữu cái cặp kiểng này á, là năm nay cũng là cỡ bảy mấy 80 tuổi rồi. Thì ông nói là cái cặp kiểng cặp me này á, là của ông nội ông để lại. Cho nên á, mình tính nhẩm lại á, thì nó nằm ở khoảng chừng 150 tới 160 tuổi. Thì cái cách để mà xác định tuổi là mình truy lại cái nguồn gốc của ông bà xưa đã từng chơi cái bộ kiểng này, cho nên từ qua đó mình xác định được cái tuổi của nó, căn cứ vào cái lịch sử xuất xứ của cây.